Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức đến từ thành phố Philadelphia trong ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngay sau đây sẽ là những bản tin được cập nhật trong ngày. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, bản tin của chúng tôi cho biết rằng lễ an táng cố trung úy John Williams. Thưa quý vị, sở cứu hỏa của thành phố Philadelphia và gia đình của nạn nhân vừa thông báo. Vào lúc 11 giờ của ngày 27 tháng 6, lễ an táng cố trung úy John Williams, 51 tuổi, cử hành tại Thánh đường Epiphany of Our Lord thuộc thành phố Philadelphia. Chương trình được trực tiếp truyền hình trên trang web của đài truyền hình địa phương. Thưa quý vị, ông Williams là một nhân viên kỳ cựu đã phục vụ tại sở cứu hỏa của thành phố Philadelphia trong suốt 27 năm. Và mới đây thì ông vừa được bổ nhiệm vào đơn vị Ladder 18 của Hunting Park. Thế nhưng, ông đã không may thiệt mạng trong một tòa nhà đang khi thi hành nhiệm vụ dập tắt ngọn lửa, và tòa nhà này đã bị sập và khiến cho ông thiệt mạng vào ngày 18 tháng 6 vừa qua. Ngoài ra thì còn có 4 nhân viên cứu hỏa khác và một vị thanh tra của Sở Thanh tra Giấy phép Philadelphia cũng đã bị thương khi mà tòa nhà này bất ngờ sụp đổ trong thời gian ngọn lửa bùng phát rất nghiêm trọng. Cảnh sát hộ tống các thành viên trong gia đình đến nhà thờ. Người con trai của ông William, đó chính là Pat William, đã được các đồng nghiệp và quan chức cứu hỏa, đại diện cộng đồng địa phương chia sẻ và hỗ trợ trong thời gian đau buồn này. Những người trong gia đình cũng chia sẻ rằng họ vô cùng tự hào về người cha, người chồng của mình. Thưa quý vị, ông William cũng là một binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến. Ông từng phục vụ trong các cơ quan cứu hộ khác, bao gồm lực lượng đặc nhiệm 1 Pennsylvania. Ngoài ra, rất nhiều quan chức và nhân viên trong ngành cứu hỏa và trong cơ quan khẩn cấp đầu tiên thuộc các tiểu bang khác cũng đã đến tham dự lễ tang của cố trung úy Williams để bày tỏ sự kính trọng và tưởng nhớ một người đã hy sinh mạng sống trong lúc giải cứu nhiều người khác ra khỏi biển lửa. Ông Kate Nicolio thuộc đội Ladder 30 của Sở Cứu Hỏa thành phố New York chia sẻ rằng họ đều là anh em trong đại gia đình cứu hỏa. Cố trung úy Williams và nhiều nhân viên cứu hỏa khác đã hỗ trợ họ rất nhiều trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Trung tâm Thương mại Quốc tế New York. Hiện nay thì Sở Cảnh sát của thành phố Philadelphia cùng với các cơ quan chức năng khác vẫn đang tiến hành cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà trận hỏa hoạn xảy ra đã gây thương vong thật nhiều như vậy. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng các nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo đã ca ngợi phán quyết của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo thuộc Tổng giáo phận Philadelphia đã nói về đạo luật Roe v. Wade trong thánh lễ ngày Chủ nhật 26 tháng 6. Họ đã ca ngợi quyết định của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ khi mà các vị chánh án đã bác bỏ quyền phá thai của liên bang. Cha Dennis Gill, giám đốc vương cung thánh đường Thánh Phaero và Paulo đã nhấn mạnh đến điều mà ông gọi là quyền được sống. Theo đó thì quan điểm của ông phù hợp với quan điểm của Đức Tổng giám mục Nelson Peres trong một thông báo được ban hành như sau. Những người Công giáo tin rằng sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm phải duy trì vẻ đẹp và sự thánh thiện của sự sống, kể từ khi một sinh mạng được thụ thai cho đến khi qua đời theo lẽ tự nhiên. Tuy nhiên thì nhiều người ở Philadelphia cũng đã tổ chức biểu tình từ tòa nhà độc lập cho đến tòa thị chính, cũng như là diễn hành trên đường phố trong những ngày cuối tuần để phản đối quyết định của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Những giáo dân tham dự thánh lễ trong ngày Chủ nhật 26 tháng 6 cũng nói rằng các nhà lãnh đạo tinh thần của Công giáo đã gọi những cuộc biểu tình nói trên là điều đáng thất vọng. Và ngoài ra thì nhiều cư dân khác cũng cho biết
họ ngạc nhiên và cũng thất vọng trước phản ứng của công chúng Hoa Kỳ về phán quyết của tối cao pháp viện đối với luật Roe v. Wade vừa qua. Hiện nay tại tiểu bang Pennsylvania, việc phá thai vẫn là điều hợp pháp. Tuy nhiên, thì vẫn không biết điều này có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp đến hay không. Bộ trưởng Tư pháp Dân chủ đó chính là ông Josh Shapiro, người đang tranh chức thống đốc tiểu bang Pennsylvania cho biết, ông sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào hạn chế quyền phá thai. Trong khi đó, đối thủ của ông là ứng cử viên Cộng hòa Joe Mastriano thì lại nói rằng phá thai là bất hợp pháp và không có ngoại lệ. Tiếp đó, bản tin của chúng tôi cho biết rằng thi hài của một người đàn ông đã bị đốt cháy sau ngôi nhà tại Mount Airy. Theo tin từ Sở Cảnh sát của thành phố Philadelphia cho biết rằng họ đang điều tra sau khi tìm thấy thi hài của một người đàn ông đã bị thiêu hủy, phát hiện ở phía sau căn nhà chung cư số 200 đường East Harter thuộc khu vực Mount Airy vào lúc 12 giờ 45 phút trưa ngày 26 tháng 6. Những người hàng xóm trong ngôi nhà cho biết rằng ngôi nhà này thì không có người ở, thế nhưng mới được sử dụng làm phòng thu của các thể loại âm nhạc. Hiện nay vẫn chưa có xác lệnh nào được ban hành. Và một bản tin riêng biệt khác cũng cho biết rằng một vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 6 tại khu chung cư số 2500 đường số 7 thuộc khu vực phía nam của thành phố Philadelphia. Các giới chức cho biết rằng có ít nhất 29 viên đạn đã bắn ra khiến cho 3 người bị thương. Và nạn nhân là hai thanh niên khoảng 20 và 27 tuổi. Còn người thứ ba là một phụ nữ 52 tuổi. Một số xe hơi cũng bị trúng đạn. Và các giới chức hiện nay vẫn đang đưa tin rằng bất cứ ai có liên quan và có thông tin về cái chết của nạn nhân ở Mount Airy cũng như là vụ nổ súng nói trên thì xin vui lòng thông báo cho các nhà chức trách tại Sở Cảnh sát của thành phố. Tiếp đến bản tin của chúng tôi cho biết rằng điều tra kẻ sát hại Joshua Wood. Hồ sơ tại đơn vị điều tra tội phạm Philadelphia cho biết vào khoảng 7 giờ 15 phút vào buổi tối ngày 14 tháng 4 của năm 2021, Joshua Wood, 28 tuổi cùng một số người bạn và con trai đã lái xe đến trường trung học Philadelphia để chơi bóng rổ. Không may, họ đã bị bắn ngay trước khi đến cổng trường. Con trai của Joshua là Cody, 6 tuổi, bị thương đầu tiên và sau đó là đến anh Joshua bị bắn nhiều lần vì dùng thân bảo vệ che chắn cho đứa con trai. Mặc dù bị trọng thương, thế nhưng anh vẫn cố gắng lái xe trong lúc người bạn đã ra khỏi xe và chạy theo một hướng khác. Nạn nhân Joshua tông vào một chiếc xe khác, nhảy ra ngoài và yêu cầu những người xung quanh đưa họ đến bệnh viện. Và không may, Joshua đã qua đời và vì vết thương nghiêm trọng. Trong đó có một viên đạn bắn trúng tim. Từ đó cho đến nay thì gia đình của nạn nhân vẫn tiếp tục yêu cầu các nhà chức trách phải tìm công lý lại cho Joshua. Thành phố Philadelphia đã treo giải thưởng lên đến 20.000 Mỹ Kim dành cho những ai cung cấp thông tin hữu hiệu để bắt giữ và kết án những kẻ phải chịu trách nhiệm đã nổ súng sát hại Joshua. Và hiện nay, bất cứ ai có thông tin nói trên xin vui lòng thông báo cho Ủy ban Tội phạm Công dân theo số điện thoại 215-546-8477. Xin đọc lại 215-546-8477. Và tất cả những người có thông tin thì đều được ẩn danh. Và bản tin cuối cùng của chúng tôi cho biết rằng giải thưởng Stonewall Award Bridge năm 2022. Theo tin từ đài truyền hình địa phương cho biết rằng giải thưởng Stonewall Award Bridge 2022 đã được tổ chức ngay tại thành phố Center. Ký giả Adam Joseph của họ là bậc thầy tổ chức nghi thức trong lúc nhóm Philadelphia Gay News đã vinh danh các nhà lãnh đạo đồng tính chuyển giới. Ông Mark Segan, người sáng lập nhóm này cùng tổ chức sự kiện này với ông Jeff Guarciano, cựu giám đốc điều hành chương trình tổ chức Visit Philly, người đã qua đời vào năm ngoái. Một trong số những giải thưởng của năm nay có giải thưởng mang tên Guarciano, được trao tặng tổ chức Visit Philly vì công trình giới thiệu lịch sử của thành phố Philadelphia, đồng thời biến thành phố trở thành địa điểm du lịch dành cho những người đồng tính chuyển giới. Tên chính thức của Visit Philly là công ty Greater Philadelphia Tourism Marketing, một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy ngành du lịch giải trí đến với khu vực Philadelphia, bao gồm 5 quận hạt là Book, Chester, Delaware, Montgomery và Philadelphia. Một trong số những người được vinh danh, trong đó có nữ tài tử Shirley Ralph,
người trong nhiều thập niên đã làm việc với tư cách là đồng minh của cộng đồng đồng tính chuyển giới. Cô ấy đã làm được nhiều việc quan trọng để nâng cao nhận thức về căn bệnh HIV và bệnh AIDS. Bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức địa phương ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.